Vừa qua, một đoạn clip ngắn đã được chia sẻ trên mạng xã hội ghi lại vụ tai nạn giao thông xảy ra tại đầu làng Phú Thứ, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Theo clip này, chiếc ô tô đi từ trong ngõ ra bất ngờ tăng tốc, hất văng một người đang đi bộ trên đường rồi tiếp tục lao thẳng vào quán đang có nhóm người đang ngồi uống nước ven đường. Lãnh đạo phường Tây Mỗ xác nhận vụ tai nạn xảy ra vào chiều ngày 13 tháng 11 tại cổng làng Phú Thứ. Vụ việc khiến 3 người bị thương phải nhập viện. Sau khi xảy ra sự việc, công an phường có mặt bảo vệ hiện trường giúp đỡ người bị nạn. Nguyên nhân vụ việc đang được công an quận Nam Từ Liêm điều tra làm rõ.